Anh em có chưa có muốn hàng Hải Tặc Đại Chiến hay đến shop Hải Tặc Đại Chiến.com, shop link Hải Tặc Đại Chiến tự động giá rẻ với những vòng quay Hải Tặc Đại Chiến 99k, vòng quay E5 99k và nhiều phần quà thử vận may. Anh em có nhu cầu hãy đến với shop Hải Tặc Đại Chiến.com, link của mình có để dưới phần mô tả nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình, là mình đây Tiểu Tử Đường Phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em game Hải Tặc Đại Chiến nha, là mình đây Tiểu Tử Đường Phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video thì chúc anh em xem video vẻ và rất mong anh em qua sẽ lại cho kênh một like như một subscriber để channel phát triển hơn nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua sự kiện mới anh em. Đó, sự kiện tuần mới này xuất hiện rồi anh em. Đó, trận chiến sinh tử à? Vì sao có trận chiến sinh tử anh em? Chắc hôm nay các bạn xem trận thi đấu hôm nay biết rồi. Hôm nay thi đấu giữa siêu phụ và đệ tử anh em Ronaldo gặp Mỹ Hạo. Cái này chắc để ngày mai tôi quay video cho anh em xem sau. Ở video ngày hôm nay chúng ta điểm qua sự kiện mới xem có gì hot anh em. Ok, đầu tiên là có sự kiện xúc sắc này các bạn này. Voucher xúc sắc trở lại. Rồi, ăn full mắc xúc sắc được một chỉ đại Lamy này. Rồi, mưu tặc Lamy gói kích hoạt, gói vẫn vậy. Quay. Gói này bữa nay ngon hơn này các bạn này. Bữa trước là có 70 thùng bia, bây giờ 120 thùng bia anh em. Ở trên thì 32 thùng bia, lời thêm hơn 2 thùng ạ. Ok cũng được đấy. Kho báu. Ok, chúng ta điểm danh cái trá quỷ ra nào. Kho báu này chúng ta dùng đi. Cái đồng hồ đây anh em. Uầy, kho báu bữa nay toàn đi để lấy điểm trong điểm nâng trang bị đặc thù này anh em này, ngon này. Uầy. Thế đáng đồng tiền bắt gạo ghê các bạn ạ. Ông nào mà có thì tranh thủ mà đi nhé. Uầy, phút 10 sao nữa ạ. Trời ơi. Thấy bữa đây xong ngon đấy nhờ. Cái này sao? Uầy. Dương bảo vật đỏ các bạn ạ, tùy chọn thì phải đúng không? Dương này dương tùy chọn đúng không? Uầy, dương tùy chọn bảo vật đỏ anh em. Ngon anh em, trời ơi, ngon thật sự các bạn nha. Danh, điểm danh. Rồi điểm danh qua đây anh em. Điểm danh qua vào lốc sự kiện anh em nhá. Ở sự kiện này có nhiều cái để các bạn săn lắm. Bắt đầu vào sự kiện này các bạn này. Đầu tiên là kiếm nhẹ 100 thùng bia đó anh em, đang đấy chưa? Đã chưa tranh thủ đi đấy đi. Nó nói như nào thì chắc mà chỉ nữa rồi. Chỉ quý chiến trường này, quý chiến trường mới đấy anh em, biết mà mở ra 500k này. Úi trời ơi. Được gọi là mấy quay nhưng cũng được anh em, cũng được. Quay, cũng được của đó anh em ạ. Được mở quý chiến trường này được anh em, nó không có thời hạn anh em, mở đến khi nào các bạn đánh hết thì thôi. Được của đó anh em, mở được. Cái này mở được các bạn này, cứ đánh dần đi về sau khi nào gần đủ điểm thì mở luôn lần cũng được. Shop hạn giờ rồi. Đổi danh NS. Có đô Flamingo này, có Sapo này. Vậy toàn mấy tướng mình cần các bạn, nhưng mà đổi hơi mắc đấy. Đổi một cháu này là 4k kim cương, còn đổi mấy cháu này là 2k thì phải. Đấy, từ gọi tính sau. Tiêu phí kim cương 15k nhận mời anh. Uầy, 15-60k nhận được thêm mấy anh em. Rồi, nếu hộ trang bị. Hôm bữa hôm qua tôi có nói tôi định đổi một bộ trang bị nhưng mà thôi anh em, hôm nay tôi không đổi hộ trang bị nữa các bạn ạ. Để kim cương này ăn sự kiện các bạn nhá. Shop kim cương các bạn. Đầu tiên là mua chỗ này trước. Cái này tôi nhớ là định được 500 cái đúng không? Nộn không phải. Thế có 9k mấy thôi là được 50 lần thì phải. Đúng rồi, 50 lần các bạn, 50 lần 400 cái đây anh em. Đó, một cái này, đó, kiếm mấy 400 cái này ngon rồi anh em nhá. Tiếp theo xuống hồn hải tạc này, đây, xuống cửa hàng hồn hải tạc các bạn đổi đây, các bạn này đổi tiếp được 2 phút 10 sao, 100 thùng bia biết 100 hay hơn 100 anh em. Ở tí tôi sẽ đi hoán đổi thế tướng thì tôi sẽ vào tôi làm thử cho bạn xem luôn, làm mấu luôn các bạn. Xu vòng quay rồi. Đây, bữa nay còn có xu vòng quay này nữa các bạn này, 300 lần này, nhìn cú không? Thầy cú sự các bạn, tôi hết xu vòng quay rồi các bạn. Đây, bây giờ quay bên này cũng, đây anh em nhận được mấy cái xu quay cao cấp rồi. Thế ông nào mà tích được thì giờ ông ấy gọi là bá vương rồi anh em. Đấy, giờ ông nào mà tích đại được coi như là ông là ngon nhất server rồi các bạn. Từ từ điểm qua bên này nữa, bên này nghe bảo ông đâu nhỉ? Đây, bên này. Nó làm bên kia luôn rồi anh em, nó làm bên kia rồi. Đây, vòng quay, đây. Có 199 cái rồi các bạn. Cú không. Trời ơi, 300 cái là ăn full rồi. Tiêu kim cương bạn, tiêu kim cương. Đấy, nhận nhẹ anh em, nhận nhẹ. Rồi, tiêu kim cương được 14 thùng bia rồi, cũng ngon rồi anh em. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi thu hồi tướng các bạn ạ. Đi mở hết form tướng ra đã nào. Ok, đấy, chuẩn bị tài nguyên để đi đổi trang bị anh em. Kiếm lấy 100 thùng bia. Giờ có bao nhiêu phút mà hết ra. Mấy bữa đập thùng bia một đống ngay mà các bạn. không phải tiếc rẻ cái này làm gì. Mấy bữa đập thùng bia một đống luôn, dùng không hết. Bù shop này. Ok, để tôi thu hồi đây anh em nhé, thu hồi xong tôi quay bạn coi sẽ được bao nhiêu điểm. Ok xong các bạn, đây tôi vừa lốc luôn cái đống vòng xô quay này anh em, và ra lốc luôn để ăn thêm thùng bia các bạn. Đây nhận quà về. Nói chung sự kiện này nói chung không biết là nó ngon hay dở, nhưng mà nói chung tôi sẽ cố gắng ăn bằng hết tầm hết cớ anh em. Thì bỏ qua cái sự kiện lần trước rồi, sự kiện lần trước tôi ăn không tới tầm, lần này sẽ cố gắng nhai tới tầm tới cớ luôn anh em nhá. Đây tôi cũng vừa mới đi thu hồi hết cái đống tướng của tôi các bạn. Nói chung nếu hơi sót ruột anh em ạ, thật sự luôn. Nói vậy chứ đam mê sự kiện thì cũng đam mê thật các bạn, nhưng mà dùng nó cũng hơi sót ruột các bạn. Đâu rồi? Đây hồn hải tặc anh em được 45k các bạn nhá. Tôi sẽ đổi thử lên 200 thùng xem hiện giờ nó cho đổi bao nhiêu. Chỉ đổi được 100 thôi anh em, vẫn chỉ là 100 thùng như ngày trước thôi. Đó, vẫn chỉ được 100 thùng. Đây. Đó anh em nhanh tay này, đó, mở lem ngay 100 thùng bia này. Đấy, 100 thùng bia nhá. 400 xu quay chứ 9k kim cương. Nói chung các bạn nào có kim cương thì chơi mấy sự kiện này bình thường nữa mà. Đây. 2 form 10 sao nữa, quá ngon đâu nữa. Trời ơi. Tuyệt vời mà chờ luôn các bạn. Tôi xem là tôi còn dư mấy k, 4k điểm mà. 4k điểm thì đổi form 9 sao dần các bạn. Đằng nào mình dùng nhiều. Rồi. Xu vòng quay. Bây giờ ăn full vòng quay cao cấp các bạn, tôi ăn được đến khoảng bao nhiêu 200 mà. Đấy, còn thiếu 100 cái nữa là ăn được cái cuối, nhưng mà thôi, ăn đến đâu thì ăn các bạn. Biết bao giờ nó mới quay lại được cái sự kiện như này. Rồi, quay nào anh em, và để kiếm thêm vài thùng bia nữa. Đấy. Đũa ngon thật sự, bữa nay ra quả sự kiện này cũng được, anh em cứ tích dần chơi được đấy. Ngon 300 cái, biết thấy bữa giờ mình không tiêu anh em. Bữa giờ tôi quay hơi bị nhiều cái này á. Lâu lâu quay 100-200 cái chứ nếu mà để thì chắc giờ ăn full sự kiện luôn các bạn. Ngon lành, dành cho mấy ông nào mà tích sự kiện là ngon này. Tất cả bữa nay Nami cũng phải fix lại như này mới đúng thôi, bởi vì sắp tới này sự put 10 sao dùng sẽ rất là khan hiếm, nên là việc bung tài nguyên để anh em thực kiếm put 10 sao dễ như thời điểm hiện tại tôi thấy cũng không có gì là vô lý cả, nó cũng hợp lý dần anh em. Đó. Xong thứ hai bây giờ là phát hành cũng phải thêm các phần thưởng như này thì mới thu hút cũng như là dưới chân được người anh em, người xem cũng như người chơi. Đó. Tôi thấy bữa nay anh em hơi bỏ biếng qua bảo bối điện thoại hơi nhiều, mà không sao, tôi vẫn cũng có làm bên bảo bố điện thoại, anh em cũng ủng hộ kênh nhá, nhớ bố like đăng ký kênh. Đó. Và bữa nay thì tôi sẽ livestream, lịch livestream tuần này khả năng tôi sẽ bắt đầu livestream bên kênh Tiểu Tử Bá Đạo. Đấy, anh em nào hứng thú thì muốn lên livestream bốc phép chém gió với tôi thì đừng quên qua kênh Tiểu Tử Bá Đạo lên livestream với tôi. Flamingo anh em, vớt lại được cháu nữa anh em, 4 cháu, 170 thùng 4 cháu anh em, quá ngọt. Đã thêm một chi đại Lamy nữa thì tuyệt vời mặt trời anh em, không còn gì tranh cái nữa luôn. Mà chắc là không có anh em. Tất cả chỉ là tôi tưởng tượng thôi. Giấy gì mà ra các bạn. Không phải nói như nó cũng là sự thật thôi, không phải nói thật anh em, nó cũng đâu phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà dễ thế thì ngon lành quá. 170 thùng 4 cháu là cũng ok rồi các bạn. Đấy, được thêm một chị đại Lamy, một đô Phi PM, một Funky và một đô Flamingo. Quá ngon lành rồi. Ra nhận thêm một chị đại nữa, theo đủ lên E2 rồi các bạn. Đấy. Ra đây nhận thêm một chị đại nữa anh em. Đó, đủ lên E2 rồi. Trước mắt quẩy xương xương đấy là ngon rồi. Có báo bên này ăn pool là có put 10 sao đúng không? Bây giờ đến được chỗ 20 này, thêm 10 thùng bia này. Uầy. Ô kìa. Ô kìa. Ô kìa mảnh. Ô ngon ngon các bạn, trời ơi. Lần trước thì là trá quỷ, lần này thì lại mảnh SSN ngẫu nhiên các bạn. Uầy. Toàn hàng ngon thôi các bạn, trời ơi. Không ngon không lấy tiền các bạn, cứ gọi là không ngon không lấy tiền anh em. Giá rẻ cải trăng, trời ơi không ngon không lấy tiền các bạn. Đấy, và quay đây put không thôi, tôi cũng đã đủ lại lên quả hàng nữa rồi các bạn. Thì sự kiện giờ Lamy cho tài nguyên giờ càng ngày càng dễ kiếm rồi anh em. Đó. Đó anh em nông dân không chơi hơi phí, hơi lãng phí các bạn nha. 6, 17, 18, 19, 20. Ui, ngon thật sự các bạn. Trời ơi. Cái sự kiện lần này nói chung là tha hồ mà chơi, tha hồ mà quẩy các bạn. Rồi xuống đây mở form nào. Ui. Các bạn nhìn quả form đâu kìa. Đẹp thật sự anh em, như thôi đấy. Tôi sẽ mở đây, mở săn này cho anh em ra được chị đại Lamy đâu. Ui, đột Flamingo. Buget à. Lamy NV, Jin B, Lamy. Đột Flamingo anh em được. Xem nào có ra được cháu nào không? Được A các bạn, được một cháu A thôi. Nọ, Fury anh em. Cà rốt. À, Carilla cũng được. Chị đại là Nico Robin, Moria. Rồi, cũng sương sương quẩy lát là cái sự kiện rồi anh em. Đó, quẩy sương sương cũng được cái sự kiện rồi. Đấy, chị đại Lamy cho lên E2 các bạn. Từ bữa giờ lên E2 anh em, buồn bực thật sự các bạn. Trời ơi. Ô này còn hết phút này, nãy là tôi nghịch cũng gần hết phút nào tôi rồi. Ok anh em, trước mắt lên E2 đã. Rồi. Đấy, chị đại lên E2 anh em, lên triệu để mà chiến luôn, ngon này, ngon cơm. Ok, nói chung đi điểm qua sự kiện thế thôi, anh em tranh thủ vào săn cốt hốt quà vơ vét thành viên nha anh em nhá. Ở đầu clip thì tôi xin phép kết thúc đây, hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn bạn đã theo kênh Tiểu Tử Đường Phố rất là nhiều. Và anh em thấy yêu thích kênh thì quên để cho kênh một like, như một đăng ký kênh để ủng hộ channel nha. Giờ thì bye bye, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo.